Em mời các bác xem ngày đầu tiên dựng xong rồi dựng dầm và bắt đầu vào sàn đây. Sử dụng cơ giới hóa bằng máy cẩu đây. Các bác xem nhá. Chúng tôi đang lắp. Đấy các bác xem đây là một ngày dựng cả dầm cả cột đây. Đấy, công trình này là vượt nhịp 10m7. Cơ giới hóa hết sức có thể giúp cho là nhanh chóng. 5 đến 7 ngày một sàn. Đây là hệ cột thép bọc bê tông cốt thép. Chất lượng cao và thi công nhanh siêu tốc đây. Đây là trần dưới có cha đâu. Mời các bác xem cái cột này. Cột này thép bọc bên ngoài. Và cái lưới này là phục vụ cho việc chát các bác nhé. Các bác xem đây là thép bọc bên ngoài này. Thép bọc này. Đây là khu thang máy đây. Bên em đã thi công xong cái tầng mái tầng 1. Giờ bắt đầu đang mái tầng 2 đây. Xin chào các bác nha.